Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Ca Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 181. Chương 1801. Sự chuẩn bị sẵn chôn xuống năm tháng trời ba. Nhưng ngay tại hôm nay, một tin tức khiến cao tầng Vân Châu Quân ra đầu phát tê từ chỗ quốc sư chuyển đến. Ngụy Uyên sống lại rồi. Ở thời điểm mấu chốt này, Ngụy Uyên sống lại. Phàm là người xuất thân quân ngũ, ai chẳng biết đại danh Ngụy Uyên. Vị thần quân sự một đời này đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan là tồn tại nhất định lưu danh sử sách. Cho dù tương lai Vân Châu được thiên hạ, khi sử quan biên soạn sử, dưới ngòi bút cũng không vòng ra được vị soái tài ngàn năm có một này. Quốc sư là có ý tứ gì? Dương Xuyên Nam liếc Cơ Huyền một cái, lại liếc Thích Quảng Bá. Cơ Huyền là hôm nay quay về quân doanh, cái này ý nghĩa Ung Châu siêu phàm chiến đã kết thúc. Nhưng chưa có tin tức Khấu Dương Châu hoặc Tôn Huyền Cơ chết trận, không khó đoán, hai bên chỉ là tạm thời đình chiến. Cơ Huyền trầm giọng nói, ý tứ của quốc sư là, bất kể trả giá, lấy được Ung Châu. Lại Bắc Thượng rằng co với Kinh Thành, không cho Ngụy Uyên cơ hội. Thích Quảng Bá sắc mặt ngưng trọng, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, ý chí chiến đấu dâng cao trước nay chưa từng có, bổ sung nói, đánh hạ Kinh Thành. Nghênh đón bệ hạ, tổ chức đăng cơ đại điển. Đến lúc đó quốc sư luyện hóa khí vận Kinh Thành, triều đình Đại Phụng liền không còn sức vãn hồi nữa. Dương Xuyên Nam gật đầu, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Tướng lĩnh còn lại không nói gì, chỉ là gật đầu. Bọn họ hiểu băn khoăn của quốc sư, không thể cho Ngụy Uyên thời gian, kéo dài càng lâu, cục diện càng bất lợi. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc nếu thắng, tất cả dễ nói. Nhưng nhỡ đâu thất thủ thì sao? Lạc Ngọc Hành thuận lợi tấn thăng nhất phẩm, chiến đấu tầng diện siêu phàm sấp xỉ có thể gỡ hòa, lại có Ngụy Uyên bày mưu nghĩ kế. Nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu phát tê. Mọi người đối với trận chiến độ kiếp vốn cực có lòng tin, nhưng theo thời gian trôi qua, đại bộ phận mọi người đã dao động. Tiếp cận 10 ngày, Già La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế vẫn chưa giết được đám người Hứa Thất An. Có thể giết sớm đã giết, đến nay còn chưa có kết quả, nói lên chiến đấu biên cảnh phía Bắc khẳng định đã gặp phiền toái. Thích Quảng Bá nói, truyền lệnh xuống, lúc bình minh công thành. Cơ Huyền nói, ta cùng quốc sư sẽ phụ trách kiềm chế Tôn Huyền Cơ và lão thất phu Võ Lâm Minh, các ngươi cần phải mau chóng lấy được Ung Châu. Mọi người đồng thanh nói, muôn chết không từ. Trăng lạnh treo cao. Một người cưỡi ngựa chạy như bay ở đường núi chật hẹp, thỉnh thoảng dừng lại, căn cứ phương vị trăng tròn, phân rõ phương hướng. Sau khi trải qua suốt một đêm chạy băng băng ở nơi hoang dã, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa càng lúc càng sáng, đường nét kiến trúc tương ứng cũng chiếu vào trong mắt kỵ sĩ đồ đen. Đó là một quân trấn bỏ hoang xây ở trong khe núi. Con ngựa chạy vội ở đường nhỏ trải đá, đến ngoài quân trấn, đột nhiên một mũi tên ở trong bóng đêm bắn tới, đóng đinh ở trên đường kỵ sĩ tiến lên. Kỵ sĩ trên lưng ngựa kéo mạnh dây cương, chiến mã hí vang, phanh vội một cái. Trong bụi cỏ hai bên đường nhỏ đá vụn chui ra mười mấy giáp sĩ cầm giáo. Giáp sĩ cầm đầu quát, người nào? Kỵ sĩ không chút hoảng hốt, giọng điệu trầm ổn nói, phụng mệnh Ngụy công, đến gặp thủ lĩnh của các ngươi. Hắn cũng không biết thủ lĩnh là ai. Trong ngôi lầu nhỏ trung ương quân trấn, Nam Cung Thiến Nhu ngồi ở bên cạnh bàn, lau chiến đao sáng như tuyết. Trong năm tháng nay, hắn đã quen trà lau binh khí trước khi ngủ. Chờ đợi tương lai có một ngày, dẫn quân san bằng Vu Thần Giáo, báo thù rửa hận cho nghĩa phụ. Vầng sáng đèn dầu mờ nhạt, chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của hắn. Khí chất âm nhu, da trắng môi anh đào, mặt mày như vẽ, nếu không có một đôi mắt lạnh lẽo bức người, không phải thứ nữ tử có, cùng với yết hầu rõ ràng, ai thấy cũng sẽ cho rằng hắn là nữ nhi, hơn nữa là tuyệt sắc mỹ nhân. Ngày đó sau khi gặp Tôn Huyền Cơ, hắn dựa theo túi gấm nghĩa phụ lưu lại chỉ dẫn tới chỗ quân trấn bỏ hoang này. Nơi này cái gì cũng có đủ lương thực một vạn đại quân ăn suốt một năm. Dù sao chỗ lương thảo này là cung cấp 10 vạn đại quân. Trừ lương thảo, còn có nến, dầu hỏa, cùng với đồ dùng và vật tư sinh hoạt tương ứng, nhưng số lượng cực ít. Sau khi nhìn thấy chỗ quân lương này, Nam Cung Thiến Nhu bừng tỉnh đại ngộ, đã biết lúc chinh phạt Vu Thần Giáo, quân lương biến mất đã đi đâu. Nhưng hắn chỉ đoán đúng phân nửa, chỗ quân lương này quả thật chính là một phần nọ lúc trước biến mất. Nhưng không phải Ngụy Uyên đoạn lương, tiên đế Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, thông qua thủy vận rời đi chỗ quân lương này, chỉ là trên đường bị Ngụy Uyên an bài người cướp. Tiên đế đoạn lương thảo,
là chuyện trong dự đoán của Ngụy Uyên. Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết sứ mệnh của mình, Ngụy Uyên thông qua Tôn Huyền Cơ cho hắn 3 túi gấm, một túi gấm trong đó là một địa chỉ, cùng với mệnh lệnh bảo hắn ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ nào, Nam Cung Thiến Nhu cũng không biết. 2 túi gấm đến tiếp sau, hắn chưa tháo ra. Nam Cung Thiến Nhu tin tưởng, nếu thời cơ đến, Ngụy Uyên tự nhiên sẽ lệnh hắn dỡ túi gấm, cho dù vị áo xanh tính toán không bỏ sót này đã chết đi. Lúc này, một vị giáp sĩ gõ vang cửa của Nam Cung Thiến Nhu, nói, Nam Cung tướng quân, ngoài trấn có người cầu kiến. Động tác lau của Nam Cung Thiến Nhu khựng lại, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nói, mang vào. Rất nhanh, một nam tử da đen bị dẫn theo vào, Nam Cung Thiến Nhu đánh giá hắn, cả kinh, người. Người áo đen đó cũng đánh giá Nam Cung Thiến Nhu, ánh mắt từ mờ mịt đến ngạc nhiên, tiếp theo lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, Nam Cung Kim La, thuật che chắn thiên, cơ, ở lúc nhìn thấy bản thân hắn, đối với người chứng kiến mà nói, liền đã vô hiệu. Nhưng muốn khiến tất cả mọi người đều nhớ ra, thì phải bại lộ ở trong tầm nhìn đại chúng, 3 người trở lên. Nam Cung Thiến Nhu gật đầu, thì ra ngươi cũng là cơ sở ngầm của Nghĩa Phụ, Hoài Khánh Điện Hạ biết không? Người này chính là thị vệ trưởng trong phủ Hoài Khánh. Tâm phúc trong tâm phúc, bây giờ là Hoài Khánh bệ hạ rồi. Thị vệ trưởng nói xong, lộ ra cười khổ, trước kia không biết, nhưng Hoài Khánh bệ hạ sau khi tiếp nhận cơ sở ngầm của Ngụy Công, liền đã biết. Bệ hạ lòng dạ nhân hậu, chưa xử phạt ta, vẫn nguyện ý trọng dụng ta. Nhưng, nàng vẫn không biết Ngụy Công trước khi xuất chinh, giao cho ta nhiệm vụ. Bệ hạ, Nam Cung Thiến Nhu truy hỏi, nghĩa phụ cho ngươi nhiệm vụ gì? Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1802, rút lui 1. Ngụy Công giao cho tại hạ 2 nhiệm vụ, thị vệ trưởng bỗng nhiên dừng, nhìn thoáng qua 2 giáp sĩ phía sau. Nam Cung Thiến Nhu nhìn 2 thủ hạ, nói, các ngươi lui xuống. Vâng, 2 vị giáp sĩ lui ra ngoài, thuận thế đóng cửa lại. Thị vệ trưởng thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh bàn, trước lấy ra một cái túi gấm, nhiệm vụ thứ nhất của Ngụy Công là sau khi tiên đế chết, Hoài Khánh Điện Hạ nếu muốn thay tứ hoàng tử đoạt vị, liền bảo ta tới nơi này tìm người. Nói thật, trước khi đến ta cũng không nhớ Nam Cung Kim La, trong túi gấm chỉ có địa chỉ. Nam Cung Thiến Nhu gật gật đầu, đây là thuật che chắn thiên cơ của thuật sĩ, trong kinh thành chỉ sợ không có ai nhớ ra ta. Việc của mình tự mình biết, trừ nghĩa phụ, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không quen thuộc, mà nhân quả càng nông, càng nhớ không nổi. Tựa như một người nếu mất cha mẹ, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, mà đối với một người xa lạ biến mất, lại sẽ không để ở trong lòng. Ngươi vừa rồi nói, Hoài Khánh Điện Hạ nếu là tứ hoàng tử đoạt vị, ngươi liền tới tìm ta. Nhưng ngươi vì sao xưng Hoài Khánh Điện Hạ là bệ hạ? Nam Cung Thiến Nhu nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hoài Khánh Điện Hạ đăng cơ rồi, là Hứa Ngân La nâng đỡ lên ngôi. Thị vệ trưởng cười nói. Nam Cung Thiến Nhu dùng một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức rung động lòng người này, ngạc nhiên nói, Hứa Thất An đỡ nàng lên ngôi. Đợi một chút, nguyên cảnh chết như thế nào? Tiên đế là Hứa Ngân La tự tay chém giết. Sau khi Ngụy Công chết không lâu, Hứa Ngân La liền tấn thăng siêu phàm, bây giờ càng là nhị phẩm võ phu. Thị vệ trưởng vẻ mặt sùng bái. Chờ, chờ một chút. Nam Cung Thiến Nhu nâng nâng tay, ngắt lời hắn, ngồi yên thật lâu, vẻ mặt không quá xác định hỏi, Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành là chuyện năm nguyên cảnh thứ bao nhiêu? Hôm nay vừa xuân tế, Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành là mùa thu năm trước, cách hiện nay khoảng 5 tháng. Thị vệ trưởng dùng giọng điệu vô cùng khẳng định trả lời. Cho nên ta thật sự chỉ là ở nơi này ngây người 5 tháng, không phải 5 năm, cũng không phải 50 năm. Nam Cung Thiến Nhu day day mi tâm, nếu không vội, ngươi nói trước cho ta biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thị vệ trưởng lập tức mang sau khi Ngụy Uyên chết, Hứa Thất An một mình một đao ở ngoài Ngọc Dương quan cản 30 vạn đại quân Vu Thần Giáo, sau khi về kinh, giận dữ xông vào Kim Loan Điện, chém giết hôn quân Nguyên Cảnh, cùng với đủ loại sự tích hành tẩu giang hồ, mãi cho đến gần đây trận chiến độ kiếp, đơn giản khái quát một lần. Tuy đã nói rất giản lược, nhưng Nam Cung Thiến Nhu vẫn nghe choáng váng, vẻ mặt dại ra. Như vậy à? Hắn lại day day mi tâm, có loại cảm giác tang thương trong núi không năm tháng, ngoài đời đã ngàn năm. Khi Tôn Huyền Cơ che chắn hắn, nếu nhớ không lầm, tiểu tử cợt nhả,
chỉ biết tranh giành sự cương triều đó với hắn. Là tu vi ngũ phẩm, nhị phẩm là mới vào ngũ phẩm. Nói đi, nghĩa phụ đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Thị vệ trưởng thẳng thắn, trong túi gấm Ngụy Công giao cho ta nói, Hứa Thất An cùng Ti Thiên Giám sẽ nghĩ mọi cách hồi sinh hắn. Nếu quan sát được Quan Tinh Lâu có động tĩnh, liền lập tức rời kinh tới tìm ngươi, bảo ngươi mở ra túi gấm thứ ba. Ngụy Công cho ta địa chỉ nơi này. Hắn thân là thị vệ trưởng, bệ hạ đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi đó. Tình huống Quan Tinh Lâu, hắn thấy rõ ràng, nghĩa phụ sống lại rồi. Gò má Nam Cung Thiến Nhu đột nhiên đỏ lên, dâng lên đỏ ửng kiều diễm. Cả người hắn run nhè nhẹ, ánh mắt vừa kích động vừa hung dữ nhìn chằm chằm thị vệ trưởng. Trong hào quang màu da cam, hốc mắt hắn có thứ trong suốt lóe ra. Đây là túi gấm Ngụy Công giao cho ta. Thị vệ trưởng trực tiếp lấy ra túi gấm đưa qua. Hắn tin tưởng, bất cứ lời nói nào cũng không hữu hiệu bằng túi gấm này. Nam Cung Thiến Nhu đoạt lấy túi gấm, sốt ruột không dằn được mở ra. Sau khi xem đi xem lại, cánh mũi hắn cay cay, hít sâu một hơi, không để nước mắt lăn xuống. Tiếp theo, Nam Cung Thiến Nhu đứng dậy từ gầm giường kéo ra một cái dương gỗ, lấy ra hai cái túi gấm. Không kiêng dè thị vệ trưởng bên cạnh, trước mở ra túi gấm viết một chữ nhị. Thiến Nhu, ta để lại một viên huyết đan cho Hứa Thất An, sau khi ta chết trận Tĩnh Sơn Thành, hắn đã là người trong tuyệt cảnh. Hoặc là tấn thăng tứ phẩm, lại ăn vào huyết đan trùng kích siêu phàm, hoặc là chết ở trong sự thanh toán của chính đức. Hắn khí vận gia thân, quá nửa có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lấy tính tình hắn, chuyện thứ nhất sau khi tấn thăng siêu phàm, nhất định là giết chính đức. Thái tử tính cách khiếp nhược, an ở hưởng lạc, không gánh vác nổi trọng trách. Mà Hoài Khánh vốn có dã tâm, hơn nữa có khí phách, nàng rất có thể nhân cơ hội liên hợp Hứa Thất An chính biến đoạt vị. Nhưng Đại Phụng còn chưa tới bước đường cùng, chư công triều đình chỉ nhận thức thái tử vị chính thống này, đoạt vị gian nan, lại càng không nên tiêu hao nội bộ. Bởi vậy ngươi cần giúp Hoài Khánh áp chế cấm quân, lấy tốc độ nhanh nhất định đại cục. Bằng chiến lực 10.000 trọng kỵ binh, đủ để đảm nhiệm. Quả thật là bảo ta giúp Hoài Khánh đoạt vị. Nam Cung Thiến Nhu buông tờ giấy xuống, mở ra túi gấm thứ ba. Thiến Nhu, khi ngươi mở ra túi gấm này, ý nghĩa Hoài Khánh chưa đoạt vị, như vậy nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là tập kích bất ngờ Vân Châu. Trong 13 châu của Đại Phụng, dân cư Vân Châu chỉ hơi nhiều hơn Sở Châu, Hứa Bình Phong muốn lấy Vân Châu làm căn cơ. Bắc Thượng phạt Phụng, mặc kệ trước đó chuẩn bị thích đáng bao nhiêu, binh lực không đủ là tệ đoan lớn nhất. Thủ quân ở lại Vân Châu sẽ không nhiều. Đương nhiên, đây vẫn không phải quân đội tầm thường có thể nuốt được. Bởi vậy, chi trọng kỵ binh ta dốc hết tâm huyết, tạo ra này liền có đất dụng võ. Từ loại ngựa đến giáp sĩ, cùng với áo giáp các ngươi mặc, binh khí các ngươi dùng, đều là pháp khí, đủ để quét ngang ngàn quân. Ta sẽ thông qua ám thị tâm lý, để mình sau khi sống lại nhớ được lưu lại con bài chưa lật khắc địch là tập kích bất ngờ Vân Châu, lại sẽ không nhớ ra ngươi. Bởi vậy, ngươi còn cần dò hỏi cơ sở ngầm ta phái tới, hiểu biết tình hình chiến đấu cụ thể của Đại Phụng cùng Vân Châu, xem tình huống làm định đoạt. Nếu Đại Phụng quân không chịu nổi một đòn, bị Vân Châu quân cùng tăng binh Tây Vực liên thủ áp chế, hoặc hai quân lấy Thanh Châu làm chiến trường, ở trạng thái đấu sức, hoặc Vân Châu có siêu phàm lưu thủ, ngươi liền từ bỏ hành động tập kích bất ngờ Vân Châu, cũng bảo cơ sở ngầm thông báo ngươi, nhanh chóng về kinh bẩm báo cho ta. Ta sẽ thay đổi sách lược, từ bỏ kế hoạch tốc chiến tốc thắng, thử cầm quân ở chiến trường chính diện, chống lại Vân Châu quân. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1803, rút lui 2. Nghĩa phụ sẽ không nghĩ tới, nhớ đâu khi hắn tỉnh lại, Đại Phụng bại cục đã định. Thực đến lúc đó, Hứa Thất An cùng Hoài Khánh quá nửa sẽ không hồi sinh hắn. Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi thở phào một hơi. Hắn nhìn về phía thị vệ trưởng, nói: hôm nay cường giả siêu phàm đều đang chinh chiến, Vân Châu quân tổn binh hao tướng, đưa quân tới Ung Châu là cơ hội tuyệt hảo tập kích bất ngờ Vân Châu. Thị vệ trưởng cười nói, ta cảm thấy có thể. Bệ hạ nói, Hứa Bình Phong kia tính toán không bỏ sót, sẽ không cho Đại Phụng cơ hội đánh lén Vân Châu. Nhưng hắn không thể biết chi trọng kỵ binh này dưới trướng Nam Cung Kim La. Dù sao ngay cả Ngụy Công cũng không nhớ nổi các ngươi. Nam Cung Thiến Nhu thở ra một hơi thật dài, tốt. Nuôi quân ngàn ngày, dùng binh nhất thời,
ta bây giờ liền dẫn binh Nam Hạ. Thị vệ trưởng ôm quyền nói, chúc Nam Cung Kim La khải hoàn. Quan Tinh Lâu. Dưới màn đêm, Ngụy Uyên đứng ở bên cạnh đài bát quái, quan sát kinh thành đang ngủ say. Hắn đầu tiên là nhìn xa phía nam, trầm ngâm không nói. Sau đó nhìn phía đông bắc, cau mày. Hắn đã sống lại trở về, phong ấn Nho Thánh liền phá rồi, Vu Thần lại khôi phục trạng thái ban đầu, phá vỡ phong ấn là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ nghĩ đến, nếu lúc trước chưa giết đến tổng đàn Vu Thần giáo, trước mắt Vu Thần đã hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Cổ thần phá vỡ phong ấn cũng không xa nữa, Tây vực vị kia, đến nay trạng thái không rõ, nhưng nghĩ hẳn tình huống so với cổ thần cùng Vu Thần tốt hơn rất nhiều, đại kiếp nạn sắp tới. Ngụy Uyên tiếp theo xoay người, nhìn biên cảnh phía bắc. Tiểu tử thối, ngay cả Lạc Ngọc Hành cũng thành song tu đạo lữ của ngươi. Thật ra, hắn bây giờ đã trong mơ hồ đoán được hứa, Thất An muốn mưu tính cái gì, chỉ là chưa nói cho Hoài Khánh. Sau khi cười mắng một câu, Ngụy Uyên nhẹ nhàng nói, ngươi làm tốt lắm. Đương nhiên không phải chỉ chuyện sau khi ngủ đại phụng đệ nhất mỹ nhân, lại ngủ với quốc sư đại phụng. Hứa Thất An có thể ở sau hắn, gánh vác đại phụng, điều này tốt lắm. Ung Châu Thành. Ung Châu Thành đã đóng thành mấy ngày, dân chúng, sĩ tốt trong thành, tất cả không thể vào, không thể ra. Thủ quân đầu tường ngày đêm tuần tra, chiến sĩ ám cổ tộc của cổ tộc đảm đương thám báo, ở trong bóng ma giám thị nhất cử nhất động của Vân Châu Quân. Chỉ cần không tới gần Vân Châu Quân, chiến sĩ ám cổ tộc chính là thám báo bí ẩn nhất. Mấy ngày nay, toàn bộ Ung Châu Thành bao phủ ở trong không khí thấp thỏm lo âu, nhất là dân chúng trong thành, hàng ngày muốn ra khỏi thành chạy trốn. Đám mật thám Thiên Cơ Cung ở trong thành châm ngòi thổi gió, chế tạo khủng hoảng, cổ động dân chúng làm loạn, tấn công cửa thành. Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng khó có thể quản thúc, bởi vì trong giai tầng dân chúng, quý tộc muốn rời Ung Châu Thành, bao gồm chính bản thân hắn. Ai cũng biết Ung Châu không thủ được nữa. Sau khi Tầm Châu thất thủ, tinh nhuệ cuối cùng của Đại Phụng không đủ 5.000, lui giữ Ung Châu. Chỉ bằng chút binh lực này, làm sao ngăn cản Vân Châu quân như hổ rình mồi ngoài thành. Cuối cùng giải quyết chuyện này là Hứa Nhị Lang, hắn mang Diêu Hồng giết đi, sau đó để thủ lĩnh Thi Cổ Bộ mang Diêu Hồng chuyển hóa thành con rối, ổn định quan trường Ung Châu trước. Lấy cờ hiệu làm giàu bất nhân, mang mấy hào môn quậy giữ nhất tịch thu tài sản và giết cả nhà, mang kẻ gây chuyện bắt lại chém đầu trước đám đông. Lại dùng tài vật, lương thực xét nhà đoạt được cứu tế dân chúng, ở trước lều phát cháo lấy ba tấc lưỡi không xương vẽ cái bánh cho dân chúng. Hứa Nhị Lang tài ăn nói cực kỳ lợi hại, rất am hiểu mê hoặc lòng người, chỉ là bình. Thường dùng để phun người mà thôi, đổi lại mà nói, phun người có thể phun xuất thần nhập hóa như thế, đúng là chứng minh cho tài ăn nói tốt. Ân uy cùng sử dụng, dân chúng trong thành quả nhiên an phận hơn rất nhiều. Hứa Nhị Lang chấm dứt công tác tuần thành, quay về doanh trại, thấy Trừ Thải Vi mang theo sĩ tốt, gánh từng thùng cá vào phòng bếp. Cá này là dưới sông Ung Châu Thành vớt lên, trừ ăn, nó còn là một vị thuốc, nói chuẩn xác, da cá là một vị thuốc, chuyên dùng để trị liệu bỏng da. Bởi vì hỏa pháo, dầu hỏa các loại nguyên nhân, người bị bỏng trong Đại Phụng Quân rất nhiều. Vết thương trị liệu muộn, rất nhanh sẽ ghẻ lở, nhiễm trùng, cuối cùng chỉ có chết, mà dược liệu ít không có khả năng để toàn bộ người bị thương đều có thể được cứu chữa. Vì thế Trừ Thải Vi phát minh da cá chữa bỏng, chỉ cần ở chỗ bỏng bọc da cá, liền có thể phòng ngừa nhiễm trùng. Đây quả thật là biện pháp Trừ Thải Vi mới có thể nghiên cứu ra. Hứa Nhị Lang vào doanh trại, đang đi về phía phòng mình, trên đường gặp lão sư Trương Thận. Ngươi tới vừa đúng lúc. Trương Thận trầm giọng nói, tòa truyền tống trận kia trong doanh trại, vừa truyền đến trưởng ấn thái giám trong cung, là bệ hạ phái tới. Ta đi triệu tập toàn bộ tứ phẩm bàn bạc. Ung Châu Thành làm chủ thành trung tâm của Ung Châu, Tôn Huyền Cơ có ở nơi này xây dựng đài truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đất một châu. Chuyện gì? Hứa Nhị Lang hỏi. Sắc mặt Trương Thận lập tức trở nên khó coi, bệ hạ có chỉ, bảo chúng ta ngay trong đêm rút khỏi Ung Châu. Sắc mặt Hứa Nhị Lang cũng trầm xuống. Trương Thận sở dĩ đi ra tập kết cao thủ tứ phẩm, cùng với một ít tướng lĩnh quyền vị nặng, là vì chỉ lệnh rút lui quá mức trọng đại, mà từ chức quan mà nói, hắn chỉ là phụ tá của Dương Cung, không phải người có thể làm chủ. Dương Cung có thể làm chủ hôn mê bất tỉnh, sống chết khó liệu, một vị khác có thể làm chủ, bị Hứa Nhị Lang làm thịt rồi. Từ Thanh Châu đến Tầm Châu, một đường chinh chiến sát phạt, vị thư sinh văn nhược bề ngoài tuyệt sắc này, trong lòng tích góp lệ khí khó có thể đánh giá. Đặt ở trước kia,
cho Hứa Nhị Lang 10 lá gan, cũng không dám giết một vị thừa tuyên bố chính sứ tổng nhị phẩm. Trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, cũng không phải chỉ dân chúng, quan viên, sĩ tốt đều như thế. Rất nhanh, trừ tướng lĩnh đang ở cương vị, toàn bộ cao tầng bị triệu tập ở trong đại viện chỉ huy sứ của doanh trại. Trong những người này, có vài vị bang chủ, môn chủ của Võ Lâm Minh, có Sở Nguyên Trần Hằng Viễn Dương Thiên Huyễn đám thủ lĩnh nghĩa quân, có Dương Nghiễn Trần Anh đám võ tướng nhậm chức trong triều đình, cũng có tướng lĩnh thủ quân Thanh Châu ban đầu tu vi không cao, nhưng kinh nghiệm lãnh binh đánh trận phong phú. Đáng ra nhắc tới là, nguyên Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Mật, vị này trừ Dương Cung, chức quan cao nhất, đã hy sinh ở Tầm Châu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1804, Lão Bà Thái Hậu 1. Nội sảnh, thái giám trung niên mặc áo mãng bào, đợi sau khi mọi người tề tụ, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, Dương Công thường thế ra sao? Lý Mộ Bạch vị trí đầu tiên bên trái thản nhiên nói, mạng là giữ được, chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, về phần khi nào tỉnh lại, cũng còn chưa biết. Trưởng ấn thái giám nhíu mày, nhìn về phía bóng người áo trắng ở bên, đưa lưng về phía mọi người, ngay cả Dương Thiên Huyễn ngươi cũng không cứu được. Bóng người áo trắng đưa lưng về chúng sinh đó nâng cằm lên, kiêu căng nói, nếu không có Dương mỗ tay mời trăng sáng hái sao trời ở đây, Dương Cung đã chết theo thành. Trưởng ấn thái giám môi giật giật, từ bỏ ý định nói chuyện với Dương Thiên Huyễn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi, Diêu Hồng đâu? Mọi người nhìn về phía Hứa Tân Niên, nói thật, đám người Dương Nghiễn ở quan trường chìm nổi nhiều năm, không đến lúc bất đắc dĩ, quả thật không dám giết tòng nhị phẩm bố chính sứ. Mà các môn chủ bang chủ Võ Lâm Minh lại càng sẽ không làm loại chuyện này, bố chính sứ một châu, đường đường tòng nhị phẩm, há là bọn họ những người ngoài này nói đánh giết liền đánh giết. Võ Lâm Minh và triều đình Đại Phụng kết tình hương khói lớn như vậy, nếu là vì giận dữ, dẫn tới quan hệ vỡ tan, hoặc sinh ra hiềm khích, vậy mất nhiều hơn được. Đại khái chỉ có Hứa Tân Niên có sự tự tin cùng quả quyết này, thấy tình huống không đúng, lập tức dập tắt, thậm chí biết đoàn người có sự băn khoăn, chủ động đứng ra gánh vác phần trọng trách này. Tuy không chói mắt bằng đường ca Hứa Thất An, nhưng năng lực, gan dạ sáng suốt, đảm đương của vị thứ cát sĩ này đạt được đám người Dương Nghiễn nhất trí tán thành. Hứa Tân Niên giọng điệu bình tĩnh đáp lại, Diêu bố chính sứ vì trấn an quan trường, thân hào nông thôn, vất vả lâu ngày thành bệnh, ở phủ dưỡng thương. Quay đầu tùy tiện cho Diêu Hồng một cái cơ hội chết vì quốc gia là được rồi. Hứa Tân Niên cũng không sợ sau khi sự tình bại lộ nữ đế khởi binh vấn tội, không nói đến Hoài Khánh sẽ hỏi tội hay không. Cho dù sẽ, hắn quay đầu mang đại ca đẩy ra phía trước, con sâu nào dám lên tiếng. Vất vả Diêu đại nhân rồi. Trưởng ấn thái giám ho khan một tiếng, vào thẳng đề tài chính, ta hôm nay phụng thánh chỉ bệ hạ, lệnh các ngươi ngay trong đêm rút khỏi Ung Châu, bảo tồn thực lực, lui giữ kinh thành. Không ai nói chuyện, mọi người lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi, cũng không có kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ cùng không muốn. Đầu tiên, Ung Châu là một vách chắn cuối cùng, đánh mất Ung Châu, Vân Châu quân liền đánh tới kinh thành. Lấy ánh mắt đám người Hứa Nhị Lang, thật ra cũng có thể hiểu, ở kinh thành quyết một trận tử chiến với Vân Châu quân, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là, đây là một nước cờ hiểm, Đại Phụng sẽ hoàn toàn không có đường lui. Tiếp theo, mang Ung Châu chắp tay nhường, chiến lực của Hứa Bình Phong sẽ lại tăng lên một bậc, Vân Châu quân cũng sẽ thuận thế cướp lấy vật tư Ung Châu. Chiêu binh mãi mã, thật không dễ gì đánh phế đi Vân Châu quân, chẳng lẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cuối cùng, dân chúng trong thành Ung Châu làm sao bây giờ? Tuy nói loạn thế mạng người như cỏ rác, nhưng con người cũng là có lòng trắc ẩn. Vân Châu quân nếu là tàn sát cả thành, mười mấy vạn dân chúng này. Lý Mộ Bạch thấy không có ai nói chuyện, ho khan một tiếng, nói, thứ lỗi khó tuân mệnh. Nếu là buông bỏ Ung Châu, đó là cổ vũ sự kiêu ngạo của Vân Châu quân, càng sẽ làm bọn hắn khôi phục nguyên khí. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chưa có kết quả, nhưng dựa theo chỉ thị của bệ hạ đi làm, cho dù Hứa Ngân La đánh thắng trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc, chúng ta cũng chưa chắc có phần thắng. Đừng quên, Lạc Ngọc Hành độ kiếp thành công cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp chiến lực, mà không phải nói Đại Phụng có thể đánh ngược lại Vân Châu. Trương Thận thản nhiên nói, bệ hạ tài tình cao tuyệt, lại không giỏi cầm quân đánh trận, đánh giá sai lầm, không thể tránh được. Cái gọi là tướng ở bên ngoài lệnh vua có điều không theo, chúng ta cũng có chủ trương của mình,
bệ hạ sau này trách tội, có thể tới tìm Trương Thận ta. Đám người Dương Nghiễn là tâm phúc của Ngụy Uyên, cũng là tâm phúc của nữ đế, nhưng ở trên chuyện này lại ủng hộ Đại Nho Thư Viện Vân Lộc. Hoài Khánh bệ hạ tài học không thua Nam Nhi, thậm chí hơn xa tài tử bình thường, nhưng nàng cũng là một người phụ nữ, nàng biết đánh trận cái gì. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người của nữ đế, trong lòng nghĩ thì nghĩ, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phó Tinh Môn hừ lạnh nói, muốn lui các ngươi tự mình lui, Võ Lâm Minh không lùi. Dương Thôi Tuyết vuốt kiếm, thấp giọng nói, các đệ tử của lão hủ đều chết ở Ung Châu, ta cũng nên chết ở chỗ này, như vậy mới không uổng thầy trò một hồi. Võ Lâm Minh không thuộc về triều đình quản, muốn đi các ngươi đi. Bộ tướng Thanh Châu hơi động dung, nhiệt huyết trào dâng. Bệ hạ đoán không sai, nhóm người này quả nhiên kháng mệnh. Trưởng ấn thái giám nhớ tới trước khi tới Ung Châu, bệ hạ dặn dò. Bệ hạ nói, nếu thủ quân Ung Châu tập thể kháng mệnh, liền nói cho bọn họ, Ngụy Công sống lại rồi. Bệ hạ liệu sự như thần. Trưởng ấn thái giám hít sâu một hơi, nói, đây là mệnh lệnh của Ngụy Công. Nói xong, hắn phát hiện trong sảnh đột nhiên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, mọi người không nói một lời nhìn hắn. Ánh mắt đó phi thường kỳ quái, kỳ quái khó có thể miêu tả. Đại khái qua vài giây, gân xanh nổi lên trên trán Dương Nghiễn, gằn từng chữ, ngươi đang lấy chúng ta làm trò cười. Hắn thề, nếu thái giám chết bầm này dám thừa nhận, hắn liền dám trước mặt mọi người, một thương đâm thủng ngực đối phương. Trưởng ấn thái giám là đi ra từ phủ Hoài Khánh, từng gặp sóng to gió lớn, không sợ chút nào, không nhanh không chậm nói, Ngụy Công hôm nay đã sống lại, bệ hạ tự mình chiêu hồn. Các vị không tin, trở về kinh thành, tự có thể nghiệm chứng. Trong sảnh ồ lên, mọi người vẻ mặt không giống nhau, mừng như điên, mờ mịt, kinh ngạc, nghi ngờ, kích động. Trương Thận trầm ngâm nói, nếu Ngụy Uyên thật sự sống lại, vậy ta đồng ý lui giữ kinh thành. Bởi vì có Ngụy Uyên chấp trưởng quân đội, như vậy quyết định lui giữ kinh thành sẽ không là được ăn cả ngã về không, là đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Nhưng mọi người vẫn không tin, Ngụy Uyên đã sớm chết trận ở Tĩnh Sơn thành, tại sao sống lại? Lúc này, mọi người trong sảnh nghe Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói, hắn không nói dối. Từng đôi ánh mắt lập tức ngắm nhìn về phía cái ót của thuật sĩ áo trắng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1805, Lão Bà Thái Hậu 2. Dương Nghiễn vội vàng chứng thực, hỏi, ngươi dùng vọng khí thuật nhìn rồi. Ngươi tựa như trước sau chưa quay đầu nha. Trong lòng đám người Hứa Nhị Lang bổ sung một câu. Dương Thiên Huyễn a một tiếng, dùng một loại ngữ điệu thong thả, có thể sốt ruột chết người nói, không, ta chưa nhìn. Nhưng, hắn cố ý tạm dừng một chút, lấy cái này tranh thủ mọi người chú ý, thật muốn đánh hắn. Đám người Dương Nghiễn mu bàn tay nổi gân xanh, nhịn không được nắm chặt vũ khí. Mặc kệ người ngoài cảm tưởng thế nào, bản thân Dương Thiên Huyễn vững như lão cẩu, không nhanh không chậm nói. Nhưng ta ở trong căn phòng bí mật của Tống Khanh từng thấy thân thể Ngụy Uyên, cũng biết Hứa Thất An luôn thử hồi sinh Ngụy Uyên. Ồ, là Hứa Ngân La hồi sinh Ngụy Uyên. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chút nghi hoặc kia trong lòng Kim La đám Dương Nghiễn theo đó tiêu tán. Nếu là Hứa Thất An hồi sinh Ngụy Uyên, vậy quả thật so với trưởng ấn thái giám giải thích bệ hạ tự mình chiêu hồn sống lại Ngụy Uyên đáng tin hơn rất nhiều. Lý Mộ Bạch như chút được gánh nặng phun ra một hơi, nhìn quét mọi người, vậy các vị cảm thấy như thế nào? Rút đi, Phó Tinh Môn lập tức nói. Ngay lập tức, mọi người đều lựa chọn rút khỏi Ung Châu, đám người Dương Nghiễn thậm chí có chút sốt ruột không chờ được, muốn lập tức trở lại kinh thành, gặp Ngụy Uyên một lần. Dương Nghiễn, Trần Anh, Dương Thiên Huyễn, trưởng ấn thái giám lần lượt điểm danh, đều là tâm phúc của Ngụy Uyên cùng nữ đế, cộng thêm một tên bức vương, nói, các ngươi có nhiệm vụ khác, không cần theo quân trở lại kinh thành. Đám người Dương Nghiễn nhìn nhau, nói, Ngụy Công có gì dặn dò? Trưởng ấn thái giám thuận thế lấy ra túi gấm, cười nói, đều ở bên trong. Trưởng ấn thái giám có thể nói đi là đi, đại quân rút lui lại là một công tác rườm rà phức tạp, bao gồm nhưng không giới, hạn trong triệu tập nhân mã, rời đi quân giới lương thực tiền bạc, cùng với hủy diệt sàng nỏ và hỏa pháo đầu tường không thể mang theo. Bởi vì Vân Châu quân cách có 50 dặm, vì không kinh động đối phương, cho nên không thể mang theo dân chúng, rút lui quy mô lớn. Cho nên thủ quân chưa kinh động dân chúng, nhưng Hứa Nhị Lang bảo Miêu Hữu Phương dẫn đội, mang các thân hào nông thôn,
quan viên có tiền có lương thực kia hết thảy mang theo. Không muốn đi thì lấy lý phục nhân. Ngoài ra, Lý Mộ Bạch sai người tết người cỏ, bày rậm rạp ở đầu tường, dùng để mê hoặc thám báo Vân Châu Quân. Bình minh, thời khắc sắc trời thâm trầm nhất, Vân Châu Quân sớm tập kết xong, ở dưới đại quân yểm hộ, lặng yên tới gần Ung Châu Thành. Một thám báo tu vi không tệ, bằng vào thị lực cường đại, mượn dùng kính viễn vọng một ống, quan sát đầu tường Ung Châu, thấy trong bóng đêm bóng người rậm rạp đứng lặng ở đầu tường. A, à, không đúng. Thám báo hít sâu một hơi, lẩm bẩm, nhân số sao đột nhiên tăng vọt mấy lần, chẳng lẽ dự đoán được chúng ta muốn công thành. Bình thường mà nói, đầu tường không có quá nhiều thủ quân trực, chỉ giữ số lượng nhất định, đại bộ phận sĩ tốt ở trong doanh trại dưới thành nghỉ ngơi để cam đoan trạng thái thân thể ở đỉnh phong. Cảnh giới là chuyện của thám báo. Thám báo này quay đầu nói với đồng bạn, trở về bẩm báo, nói tình huống đầu tường không đúng, có rất nhiều nhân thủ trực đêm, dự phòng có trá. Hắn lo lắng động hướng bên ta bị biết trước, thủ quân có chọn bộ phòng bị, thậm chí chế định kế hoạch tập kích. Thám báo nhanh chóng tới Vân Châu Quân báo cáo tình huống, xuất phát từ cẩn thận, đại quân ngừng lại, phái thám báo lượn lờ ở quanh thân, thu thập tình báo. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phía đông dần lộ ra mảng sáng, sắc trời tối đen biến thành trong trẻo. Lúc này, Vân Châu Quân mới phát hiện không thích hợp, đứng đầu tường, thế mà là một đám người cỏ. Người, cỏ. Trong quân trướng, Thích Quảng Bá nghe báo cáo trong lòng trầm xuống, nói, phái một tên phi kỵ đi tra xét tình huống. Một kỵ thủ của Chu Tước Quân khống chế phi kỵ lao về phía Ung Châu Thành, ở trên không thành trì lượn lờ hồi lâu. Quay về Vân Châu Đại Quân, đưa ra trả lời là, thủ quân Đại Phụng rút khỏi Ung Châu, doanh trại trống rỗng. Thích Quảng Bá không do dự nữa, phái đại quân đến dưới thành, dễ dàng đoạt được Ung Châu. Sau một phen mò mẫm, tra xét, phát hiện thủ quân Đại Phụng mang đi lương thảo, vàng bạc, quân bị, phá hủy khí giới cỡ lớn. Chỉ để lại mười mấy vạn dân chúng Ung Châu trong Ủng Thành. Hứa Bình Phong áo trắng như tuyết nghe xong Thích Quảng Bá báo cáo, cũng không bất ngờ, thở hắt ra nói. Ngụy Uyên là muốn ở kinh thành đấu với ta. Thích Quảng Bá toàn thân quân phục tay đè chuôi đao, chậm rãi nói, không hổ là Ngụy Uyên, phần quyết đoán này không phải người bình thường có thể có. So với tử thủ Ung Châu, giữ lại chiến lực cùng binh lực bậc cao, lui giữ kinh thành quả thật là biện pháp tốt hơn. Nhưng tương ứng trả giá lại đủ khiến một đám lão tướng, mưu sĩ kinh nghiệm phong phú ở vào thế khó xử. Nhưng Ngụy Uyên chuyện thứ nhất sau khi sống lại chính là mang binh lực Ung Châu điều về kinh thành, gia tăng lực lượng phòng vệ kinh thành. Một gã chủ tính trung đủ tư cách chính là từ trong những chi tiết này thể hiện ra. Thích Quảng Bá tiếp tục nói, lương thực tiền bạc và quân bị mang hết đi, nhưng dân chúng còn đó, từng nhà đều có chút dự trữ, thế lực giang hồ Ung Châu cũng còn, rất tốt. Có thể sinh hoạt trong thành Ung Châu, đều là gia cảnh giàu có, đào ba thước đất, thật ra cũng có thể vơ vét ra một khoản tài phú xa xỉ bổ sung quân đội chi tiêu. Mà thế lực giang hồ Ung Châu thì có thể lôi kéo, thu để mình dùng, bổ khuyết chiến lực thiếu sót. Hứa Bình Phong nói, nghỉ ngơi hồi phục chút, đợi ta bước đầu luyện hóa Ung Châu, lập tức bắc thượng. Ngụy Uyên muốn dùng Ung Châu cho chúng ta ăn no, kéo dài thời gian, sao có thể như hắn mong muốn. Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi, ý tưởng của quốc sư là trước khi trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chấm dứt, hỏa lực tập trung kinh thành, ép Hứa Thất An đám siêu phàm lấy kinh thành làm chiến trường, triệt để phân thắng bại với Đại Phụng. Hứa Bình Phong khẽ gật đầu, trận chiến này đánh đến bây giờ nên kết thúc rồi. Chẳng lẽ còn muốn cùng Đại Phụng dây dưa mấy tháng nữa? Ta sẽ không cho Ngụy Uyên cơ hội thở dốc. Lấy mau đánh mau, tốc chiến tốc thắng. Thích Quảng Bá gật đầu, đây cũng là ý tưởng của hắn. Thế cục đã đến một bước này, chiến trường đẩy tới kinh thành, lại có thể đặt dấu chấm kết thúc cho trận chiến tranh đoạt thiên hạ này. Biên cảnh phía Bắc chiến sự như thế nào? Già La Thụ cùng Bạch Đế thế mà còn chưa giết chết siêu phàm phe Đại Phụng, hắn có chút khó có thể tin. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1806, nam nhân đó đã trở lại một. Hứa Bình Phong nói, phân thân của ta đã tới biên cảnh phía Bắc. Phân thân không có sức chiến đấu gì, hắn chỉ là lo lắng chiến trường biên cảnh phía Bắc, muốn tận mắt thấy chuyện rốt cuộc là sao. Làm kỳ thủ, hắn quen mang tất cả nắm giữ ở trong tay, cho nên khi chiến sự biên cảnh phía Bắc lâm vào giằng co,
trong lòng liền theo bản năng lo âu cùng bất an. Có thể khẳng định là trận chiến độ kiếp khẳng định đã có vấn đề. Hứa Bình Phong ít nhiều có thể đoán ra vấn đề xuất hiện ở trên người Hứa Thất An, xuất hiện ở đạo càng đánh càng mạnh kia của hắn. Chỉ là, cho dù lấy trí tuệ của gã, vẫn như cũ không rõ lực lượng thế nào có thể chống đỡ một tên võ phu nhị phẩm, ác chiến cùng nhất phẩm lâu như thế. Nghe cũng chưa từng nghe. Hắn đương nhiên không biết, đương thời, người biết cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là lão quái vật sống vô tận năm tháng. Cây bất tử kia, bây giờ ở trong hoàng cung sống rất dễ chịu. Dì Mộ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hứa Linh Nguyệt chớp chớp mắt, giọng điệu dịu dàng yếu ớt không có ý xấu nói. Xuân tế đã qua, hôn sự đại ca ta cùng Lâm An Điện Hạ ngay tại nửa tháng sau, mẹ ta thế mà chưa nói cho ngươi. Trong hoàng cung, đại viện lịch sự tao nhã, bên cạnh bàn đá, Mộ Nam Chi cả giận, mẹ ngươi cả ngày chỉ biết trồng hoa, không biết còn tưởng nàng mới là hoa thần. Hứa Linh Nguyệt mờ mịt nói, hoa thần cái gì? Không có gì, ta đi cung Phượng Tê một chuyến, gặp lão bà kia. Mộ Nam Chi đứng dậy. Hứa Linh Nguyệt cả kinh, lặp đi lặp lại đánh giá Mộ Nam Chi, lão bà là chỉ thái hậu nhỉ, nàng rốt cuộc có thân phận gì, dám xưng hô thái hậu như vậy. Hứa Linh Nguyệt cũng không phải nhất định muốn làm rõ thân phận Mộ Nam Chi, chỉ là trưởng bối này đột nhiên trà trộn vào Hứa phủ. Sau đó lại bị đưa vào hoàng cung, biểu hiện ra tự phụ cùng ngạo khí tiểu thư khuê các cũng theo không kịp. Nàng rõ ràng bình thường như vậy, vì sao lại tự tin như vậy? Hứa Linh Nguyệt đương nhiên cũng tò mò chứ. Dù sao nàng ở nhà rất nhàn rỗi, thay phụ thân cùng đại ca nhị ca làm áo choàng, giày, đọc sách, liền không có việc gì để làm. Trước kia trong nhà còn có một tiểu đậu đinh sẽ quấn quýt lấy nàng, từ lúc em gái út đi Nam Cương, trong nhà liền thanh tịnh hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên sẽ xem chút đạo thư nhân tông, nghiên cứu tâm pháp nhân tông một phen, lúc trước Hứa Thất An nhập giang hồ, nàng vì ứng đối mẫu thân bức hồn, mượn danh đại ca, thuận lợi bái vào nhân tông, trở thành ký danh đệ tử của Linh Bảo Quan, theo một vị nữ đạo sĩ tu hành. Nàng lúc ấy từng hỏi đại ca đồng ý, nhàn rỗi không có việc gì, liền thích tìm chút việc để làm, vừa vặn nữ nhân tên Mộ Nam Chi này tới. Dì Mộ, ta đi cùng ngài đi. Hứa Linh Nguyệt theo đó đứng dậy, dịu dàng nói, cung Phượng Tê ở nơi nào, ngài chưa chắc biết được, ta từng tới hoàng cung một lần, có thể dẫn đường cho ngươi. Mộ Nam Chi khoát tay, không cần, ta tự mình đi. Nàng thầm nhủ, lão nương lúc trước ở hậu cung lăn lộn, ngươi nha đầu lừa đảo này còn chưa sinh ra đâu. Hứa Linh Nguyệt nhắc nhở, vậy ngài tuyệt đối đừng mạo phạm thái hậu nha. Mộ Nam Chi lại khoát tay, vừa nói vừa đi ra ngoài, không cần ngươi quan tâm. Nàng thầm nhủ, lão nương 14 tuổi đã ép thái hậu ảm đạm thất sắc, ta còn sợ lão bà này. Hứa Linh Nguyệt nhìn bóng lưng Mộ Nam Chi, lâm vào trầm ngâm. Qua nửa khắc đồng hồ, Thẩm Thẩm từ hậu viện đi ra, trong lòng ôm một chậu trúc bỏ túi, trên khuôn mặt kiều diễm che kín nụ cười. Ồ, dì Mộ của con đâu? Thẩm Thẩm đang muốn chia sẻ với hảo tỷ tỷ chậu trúc đẹp đẽ này, nhìn xung quanh, không thấy người. Đi cung Phượng Tê tìm thái hậu gây sự rồi, Hứa Linh Nguyệt giọng điệu nhu nhược nói. Thẩm Thẩm nghe vậy cả kinh, vội vàng mang trúc trong lòng đặt ở trên bàn đá, vội nói, tìm thái hậu gây hấn. Nàng ấy một dân nữ, đi trêu chọc thái hậu, thế này không phải ngại sống thọ quá sao? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng, mẹ, dì Mộ là kẻ ngốc sao? Thẩm Thẩm sửng sốt, gắt, xem con lời này, con mới là kẻ ngốc, cùng linh âm tám lạng nửa cân. Đầu ngón tay nàng chọc Hứa Linh Nguyệt một phát. Hứa Linh Nguyệt vẻ mặt ủy khuất nói, đã không phải kẻ ngốc, vậy trong lòng dì Mộ tự nhiên có nắm chắc, mẹ chưa phát hiện sao? Dì Mộ đối với hoàng cung rất quen thuộc, những tên chính thức lộn xộn kia, cái gì trưởng ấn thái giám, bình bút thái giám, mở mồm là gọi ra. Nếu con không đoán sai, nàng hoặc là hoàng thất tông thân, hoặc là hậu cung phi tần. Thật hay giả? Thẩm Thẩm há hốc mồm, vẻ mặt nghi ngờ. Nàng, nếu là hậu cung tần phi, hoặc hoàng thân quốc thích, nàng đến nhà chúng ta làm chi? Nha đầu ngốc này, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Nha đầu ngốc Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, mất đi hứng thú thảo luận với mẫu thân, một tay chống má, nhìn trúc bỏ túi ngây người. Thẩm Thẩm nói, mẹ đi cung Phượng Tê nhìn xem, không thể để dì Mộ của con đắc tội thái hậu, mẹ bây giờ đã biết, thì ra thái hậu cũng không dám đắc tội mẹ. Nói xong, nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh lệ thoát tục của con gái, mắt vừa to vừa sáng, ngũ quan lập thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Chờ khí hậu ấm lên,
mẹ liền chọn cho con một lang quân như ý, con nên thành thân rồi. Nàng nói, ai ra, mẹ đi nhanh đi, chậm, tỷ tỷ tốt của mẹ sẽ bị Thái hậu hại chết. Hứa Linh Nguyệt không kiên nhẫn nói, giúp mẹ mang trúc đặt tới trong vườn hoa, phơi nắng một chút. Thẩm Thẩm cất bước sốt ruột, làn váy bay lên ra khỏi sân. Hứa Linh Nguyệt chống má, nheo lại đôi mắt tỏa linh khí. Nghe được hôn sự của đại ca và Lâm An công chúa, phản ứng kịch liệt như vậy, dì mộ này mặc kệ là hậu cung Tần Phi hay hoàng thất tông thân, quan hệ với đại ca đều không bình thường. Lại một người, Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, đôi mắt lưu chuyển sóng thu nhìn về phía trúc bỏ túi trước mặt. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một làn gió mát kéo chậu hoa, vững vàng bay qua khoảng cách mười mấy mét, rơi vào vườn hoa. Nói tới, nàng gần đây học được điều khiển vật phẩm, nhưng nàng không biết cái này tính là tiêu chuẩn gì. Dù sao đã rất lâu chưa đi linh bảo quan, đều là một mình căn cứ tâm pháp nhân tông mò mẫm lung tung, đạo môn thất phẩm thực khí. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1807, nam nhân đó đã trở lại hai. Hoàng cung rất lớn, lớn đến mức Thẩm Thẩm đi thở hồng hộc, đi toát mồ hôi lấm tấm mới chạy tới cung Phượng Tê. Nàng rất dễ dàng vào hậu cung, không có ai ngăn cản. Thứ nhất, thân phận địa vị của nàng bày ở đây, hậu cung ai dám đắc tội. Thứ hai, hậu cung là cấm địa của nam nhân, không phải của nữ nhân. Thứ ba, từ khi nữ đế đăng cơ, hậu cung liền biến thành chẳng quan trọng thế nào nữa. Tuy nói vẫn không cho phép nam tử tiến vào, nhưng nơi này đã biến thành chỗ dưỡng lão của các thái phi. Vừa tới cửa cung Phượng Tê, Thẩm Thẩm thấy mộ Nam Chi trống hông, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra, một bộ dáng gà mái mơ đánh thắng trận. Linh Nguyệt nói ngươi đến cung Phượng Tê. Thẩm Thẩm lên đón, quan tâm nói, không xảy ra chuyện gì chứ, có thể xảy ra chuyện gì. Ta tới nơi này, như về nhà, thượng quan năm đó không phải đối thủ của ta, bây giờ vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Mộ Nam Chi lẩm bẩm hai tiếng, nàng là tới tìm Thái hậu từ hôn, Thái hậu không đồng ý, một hoa thần khí diễm ương ngạnh tự tin vô địch. Một Thái hậu không muốn lại được nước đổ đầu vịt, vì thế tranh cãi, giọng điệu kỳ quái châm chọc khiêu khích lẫn nhau. Cuối cùng là Mộ Nam Chi thắng. Hoa thần cấu xé với nữ nhân chưa từng thua, tháo vòng tay, kiễng chân chút là có thể mang nữ nhân trên đời này áp đảo. Lại thêm trong lúc du lịch giang hồ học được lời lẽ thô bỉ, chọc giận Thái hậu không nhẹ. Mộ Nam Chi nói xong, chợt phát hiện mình đắc ý vênh váo, nói lộ hết, vội vàng nhìn về phía Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi, thượng quan là ai? Nàng hoàn toàn chưa phát giác được. Mộ Nam Chi yên tâm, trong lòng dâng lên cảm giác hận gặp nhau muộn, cảm thấy Thẩm Thẩm là bằng hữu có thể thành thật với nhau. Không sao, chúng ta trở về đi. Mộ Nam Chi kéo Thẩm Thẩm trở về. Nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất, vẻ mặt buồn bực. Tuy cãi nhau thắng, mục đích lại chưa đạt tới, Thái hậu vẫn chưa đồng ý từ hôn, đương nhiên nàng cũng biết lấy thân phận, quyền lực mình, căn bản không khống chế được quyết định của Thái hậu. Chờ Hứa Ninh Yến trở về nói sau. Hoa thần âm thầm quyết định, mới vừa đi chưa bao xa, trước mặt thấy Hoài Khánh mặc thường phục đế vương, ngồi xe lớn, chậm rãi mà đến. Bệ hạ, Thẩm Thẩm là phu nhân rất có quy củ, vội vàng hành lễ. Hoài Khánh sắc mặt nhu hòa gật đầu, ừng một tiếng, tiếp theo, lạnh như băng liếc hoa thần một cái, người sau trả nàng một cái trợn mắt. Hai bên sát qua bên người, Hoài Khánh ngồi xe lớn tiến vào cung Phượng Tê, do cung nữ đỡ, nàng xuống khỏi xe lớn. Không cần hoạn quan thông báo, đi thẳng vào phòng, thấy Thái hậu sắc mặt xanh mét ngồi ở bên bàn, một bộ dáng cơn giận còn sót lại chưa tan. Nữ nhân kia làm sao thế? Cô ta không phải chết ở biên cảnh phía Bắc rồi sao? Nhìn thấy con gái đến, Thái hậu lớn tiếng chất vấn. Mẫu hậu đây là ăn thùng thuốc súng. Trong lòng Hoài Khánh biết rõ, lại làm bộ như không biết sao lại thế này, thản nhiên nói, nàng cũng chưa chết ở biên cảnh phía Bắc, theo Hứa Thất An về kinh, thành ngoại thất của Hứa Thất An. Nữ đế nhẹ nhàng bâng quơ một câu, hạ kết luận cho hoa thần. Thái hậu tuy sớm dự đoán được, sau khi nghe con gái chứng thật, vẫn cảm thấy hoang đường không chịu nổi, khó có thể tin. Mộ Nam Chi nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng cũng lớn hơn Hứa Thất An 17-18 tuổi, hắn thế mà mang Mộ Nam Chi kim ốc tàng kiều nuôi bên ngoài, trong mắt có lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Một nguyên nhân khác trong lòng Thái hậu mâu thuẫn là,
Mộ Nam Chi cũng từng là phi tử trong hậu cung Nguyên Cảnh, là người cùng một bối phận với nàng, mà Hứa Thất An ở trong mắt Thái Hậu là hàng con cháu. Điều này làm người ta rất khó chịu, cho nên mẫu hậu từ hôn là được. Hoài Khánh lộ rõ ý đồ. Vì sao phải từ hôn? Thái Hậu thản nhiên nói, họ Hứa đạo đức cá nhân có thiếu sót, nhưng đã lưỡng tình tương duyệt với Lâm An, vẫn tốt hơn mang nó giao cho người không yêu. Với lại, Đại Phụng hiện nay, có ai so với hắn càng xứng đôi Lâm An hơn? Sắc mặt Hoài Khánh hơi trầm xuống, giọng điệu lạnh đi vài phần, nói, không biết, còn tưởng Lâm An là mẫu hậu sinh. Thái Hậu giọng điệu lạnh nhạt tương tự, nó là người thuần túy, so với con được lòng hơn. Còn có một nguyên nhân phi thường đơn giản, nàng hy vọng người có tình có thể sẽ thành thân thuộc, chỉ là nhìn, nàng đã rất thỏa mãn, giống như bởi vậy bù lại tiếc nuối năm đó. Hoài Khánh nhìn nàng một cái, mặt không biểu cảm nói, trẫm không phải người thuần túy, cho nên cho dù bây giờ rất không vui, cũng vẫn phải mang một sự kiện nói cho người. Thái Hậu nhìn nàng, Hoài Khánh thản nhiên nói, hôm qua, Ngụy Công sống lại rồi. Hắn trước khi hy sinh đã nghĩ sẵn đường lui cho bản thân, năm tháng qua, Hứa Thất An luôn nghĩ cách sưu tập tài liệu, luyện chế pháp khí, triệu hồi hồn phách của hắn. Hắn tạm thời sẽ không tới gặp người, hắn nói, hy vọng có thể nhẹ nhàng thong dong tới gặp người, mà không giống năm đó, gánh vác thủ nước hận nhà. Nói xong, Hoài Khánh xoay người rời đi. Thái Hậu sững sờ ngồi ở bên bàn, trên mặt không có biểu cảm, hai hàng nước mắt không tiếng động lướt qua gò má, không dừng được. Một mũi trọng kỵ binh đông nghìn nghịt xuyên qua biên giới Vũ Châu, tiến vào Thanh Châu. Nam Cung Thiến Nhu chưa vội vã chạy đi, sau khi dặn dò đội ngũ thay cờ xí Vân Châu, lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng Nam đẩy mạnh. Trọng kỵ binh không thể bôn tập đường dài, chạy chậm mới có thể kéo dài. Nhưng mục đích Nam Cung Thiến Nhu dặn dò đội ngũ giảm tốc vẫn không phải vì tiết kiệm thể lực ngựa chiến, mà là đang đợi người. Nam Cung tướng quân, lần này đi Vân Châu, đường xá xa xôi. Chúng ta tốc độ hành quân chậm chạp, không bằng đổi đi đường thủy đi. Có, tướng kinh nghiệm phong phú ra roi thúc ngựa, đuổi kịp Nam Cung Thiến Nhu, chạy song song với hắn. Lấy tốc độ trọng kỵ binh, Thanh Châu đến Vân Châu, ít nhất cũng phải nửa tháng lộ trình. Lại từ biên giới Vân Châu đến Bạch Đế Thành, lại cần 3 năm ngày. Cái này cũng chưa tính thời gian đánh hạ Bạch Đế Thành. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói, không vội, chậm rãi đi tới. Phó tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Nam Cung Thiến Nhu, tin tưởng Ngụy Công. Nam Cung Thiến Nhu không nói gì nữa, vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Từ sau khi tiến vào Thanh Châu, một đường đi tới, không có bóng người. Thời gian chỉ 5 tháng, Trung Nguyên thế mà lại biến thành tiêu điều thê thảm như thế, cho dù Nam Cung Thiến Nhu có chút lạnh bạc, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1808, Nam Nhân Đó Đã Trở Lại Ba. Buổi trưa, trọng kỵ binh đang chạy chậm chậm, bỗng phát hiện một mảng bóng ma thật lớn bao phủ đến. Nam Cung Thiến Nhu ngẩng đầu, nheo mắt, cũng không kích động, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Ngự phong thuyền khổng lồ hạ xuống ở phía trước trọng kỵ quân, 7 người đứng mép thuyền, một người trong đó đưa lưng về Thương Sinh. Nam Cung Thiến Nhu nhìn người nào đó sắc mặt lạnh lùng, thiếu biểu cảm, cười nói, đã lâu không gặp. Dương Nghiễn khẽ gật đầu, phó tướng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu, kinh hỉ nói, thì ra ngài là đang chờ trợ thủ. Nam Cung Thiến Nhu nhếch khóe miệng, ngươi có thể nghĩ đến sơ hở, Ngụy Công sẽ không nghĩ tới. Chỉ cần trọng kỵ binh rời khỏi tòa quân trấn bỏ hoang kia, bị vượt qua 3 người ngoài thấy, thuật che chắn thiên cơ tự giải, lúc này, nghĩa phụ sẽ nhớ lại mình lưu lại là một mũi trọng kỵ binh. Lấy trí tuệ nghĩa phụ, chỉ cần nhớ lại trọng kỵ quân, như vậy toàn bộ sơ hở trong kế hoạch, hắn đều sẽ ở trong đầu lấp, đầy, bù lại. Ví dụ như thiếu vũ khí công thành, ví dụ như tốc độ hành quân chậm chạp vân vân. Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Uyên nhiều năm như vậy, đối với Ngụy Uyên chút lòng tin này vẫn là có. Dương Thiên Huyễn đứng khoanh tay, đưa lưng về trọng kỵ quân, thản nhiên nói, một vạn người phải vận chuyển 3 lượt, dự tính trước hoàng hôn ngày mai đến Vân Châu, nhưng chúng ta muốn đi không phải Bạch Đế Thành. Nam Cung Thiến Nhu nhíu mày nói, không phải Bạch Đế Thành. Hắn đã từ chỗ thị vệ trưởng của Hoài Khánh biết được, một chi kia của 500 năm trước, lúc bắt đầu mùa đông, đã ở Bạch Đế Thành xưng đế. Dương Nghiễn không phải người thích nói chuyện, nhìn thoáng qua Trần Anh bên cạnh,
người sau cười ha ha nói, Vân Châu không có khả năng có cường giả siêu phàm, hơn nữa đại quân chủ lực Bắc Thượng phạt phụng, lưu lại thủ quân cho dù không ít, cũng sẽ không nhiều. Bọn họ khẳng định có thủ đoạn phòng bị rút củi dưới đáy nồi, như vậy, lấy tình huống Vân Châu mà nói, sẽ là thủ đoạn gì? Nam Cung Thiến Nhu hơi trầm ngâm, giật mình nói, nấp ở trong núi, dựa vào cửa ải hiểm trở, dựa vào địa thế, liền có thể ngăn cản binh lực gấp 10 lần mình. Hắn nhìn Trần Anh, chậc chậc nói, ngươi tiểu tử này đầu óc còn rất hữu dụng. Trần Anh nhếch miệng, là trong túi gấm Ngụy Công lưu lại nói, ta không cần động não, Ngụy Công nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lúc trước thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, không phải như vậy sao, dù sao chưa từng thua. Hắn nói xong, vỗ vỗ mép thuyền, cười nói, Dương Thiên Huyễn phụ trách tìm người, chúng ta ngồi pháp khí này trực tiếp đổ bộ, một lần hành động hốt cả ổ phản quân. Dương Thiên Huyễn thuận thế nói, tay mời trăng sáng hái sao trời, thế gian nào có người như ta. Đừng nói nhảm, mau mau đi lên. Giọng điệu hắn có chút vội vàng, hận không thể lập tức khải hoàn, sau đó đốc thúc sử quan Hàn Lâm Viện, mang chiến dịch này viết vào trong sách sử đại phụ. Tên cũng, nghĩ sẵn rồi, Hứa tuy ngông cuồng, vong Hứa tất huyễn, Dương Thiên Huyễn kết thúc Vân Châu phản loạn Hứa đã có thể là Hứa Bình Phong, cũng có thể là Hứa Thất An, một từ hai nghĩa. Hôm sau, kinh thành, trời tờ mờ sáng, gió lạnh thổi tới trên mặt, đã không rét lạnh bằng nửa tháng trước. Văn võ bá quan ở trong tiếng trống, xuyên qua ngọ môn, qua cầu Kim Thủy, dựa theo chức quan ở quan trường, đứng nghiêm bậc thang, chư công thì vào Kim Loan Điện. Nữ đế vẫn chưa để chư công đợi lâu, rất nhanh đã mặc long bào, đầu đội mũ miện, khí chất uy nghiêm lạnh lùng, được thái giám nâng, chậm rãi đi lên ngai vàng. Sau tấu đối bình thường, Hoài Khánh nheo mắt phượng, nhìn chư công trong điện, nói, hôm qua, trẫm đã lệnh đám người Dương Cung rút khỏi Ung Châu, lui giữ kinh thành, việc bố trí phòng ngự, còn vất vả các ái khanh hỗ trợ. Giọng của nàng trong trẻo lạnh lùng, ngữ điệu thong thả, như là đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng nghe vào trong tai chư công, lại như sét đánh giữa trời. Trong nháy mắt, trong lòng dâng lên khủng hoảng cùng phẫn nộ hầu như sắp mang bọn họ nuốt chửng. Phẫn nộ bởi nữ đế chuyên quyền độc đoán, bảo thủ. Lui giữ kinh thành, nhưng kinh thành nếu không giữ được thì sao? Ung Châu to như vậy, nói nhường là nhường. Cái này không phải tư thông với địch sao? Bệ hạ sao có thể hồ đồ như vậy? Thủ phụ Tiền Thanh Thư vừa sợ vừa giận, mấy vạn tướng sĩ lấy mạng ra liều, mới thủ được Ung Châu, mới hạ hết tinh nhuệ kẻ địch, sao có thể chắp tay nhường cho phản quân? Bệ hạ là muốn để chuyện xưa 500 năm trước tái diễn sao? Người cấp tiến nặng lời hơn một chút. Hồ đồ, hồ đồ mà. Cấp sự trung nghề nghiệp bình xịt thì không nể mặt, nổi giận nói, bệ hạ là muốn mang cơ nghiệp tổ tông chắp tay nhường cho người ta sao? Bệ hạ làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Suýt nữa muốn mắng ra hôn quân, hạng đàn bà quả nhiên không thể làm việc lớn loại lời này. Không trách chứ, công tâm thái bùng nổ, bởi vì kẻ địch đã đánh tới cửa nhà. Trước kia Vân Châu phản quân khí thế hùng hổ, đánh xong Thanh Châu đánh Ung Châu, các chư công bụng có thi thư khí tự hoa, mỗi người đều có tĩnh khí. Nhưng đó là vì Thanh Châu cũng tốt Ung Châu cũng thế, dù sao còn chưa tới kinh thành. Mà bây giờ, lui không thể lui, kinh thành phá, toàn bộ xong hết, đã liên quan đến ích lợi thiết thân, an nguy sinh mệnh. Cũng có bộ phận người là tức giận Hoài Khánh làm việc không thương lượng, quyết định quan trọng như vậy thế mà lại chuyên quyền độc đoán, họa quốc. Các khanh an tâm một chút chớ nóng. Trong ánh mắt nữ đế trong trẻo như đầm nước che giấu trêu tức rất tốt, sở dĩ trước đó giấu giếm. Chính là vì để bách quan kinh thành đập nồi dìm thuyền, như vậy mới có thể ngưng tụ lòng người, ngưng tụ tài lực vật lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần khiến văn võ bá quan nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nếu không chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trong điện, tiếng ồn ào thoáng ngừng lại. Chư công vẫn vẻ mặt phẫn uất, hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng, giác ngộ không cao chút, đã bắt đầu suy tư về tương lai đại thế đã mất, lấy tư thế ra sao đi theo địch. Nữ đế thản nhiên nói, trẫm muốn dẫn tiến một vị cố nhân cho chư công. Dẫn tiến và cố nhân là từ ngữ tự mâu thuẫn, khiến chư công có chút khó hiểu. Nữ đế nhìn phía cửa chính Kim Loan Điện, cao giọng nói, Tuyên, Ngụy Uyên. Chư công bỗng nhiên quay đầu, thấy trong sắc trời sáng sủa, một người áo xanh bước qua bậc cửa cao cao. Hắn hai bên mai hoa râm, trong đôi mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng ra. Hắn đi qua một cái thảm thật dài, tựa như đi qua một đoạn thời gian dài lâu, một lần nữa tới trước mặt chư công. Nam nhân này đã trở lại.
Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1809, trận chiến độ kiếp 1. Chư công, huân quý, hoàng thất tông thân cả điện, ánh mắt mọi người đều đang đuổi theo người áo xanh kia. Ngụy Uyên, hắn đã trở lại. Quen thuộc áo xanh, quen thuộc dung mạo, quen thuộc khí chất, quen thuộc Hoa Dâm Thái Dương. Trong điện ngoài điện, trong nháy mắt này, im lặng thần kỳ. Đại âm hy thanh, sau chấn động, chính là trầm mặc. Ngụy Uyên, bái kiến bệ hạ. Ngụy Uyên đi đến trước ngai báu, chắp tay vái. Ánh mắt Hoài Khánh đảo qua quần thần, khóe miệng nhếch lên, các khanh vì sao không nói lời nào. Thẳng đến lúc này, trong điện vẫn yên tĩnh, không ai trả lời nữ đế. Bọn họ nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, có người trợn to mắt, ý đồ tìm ra chứng cứ đây là một tên hàng giả. Có người hốc mắt ửng đỏ, lệ nóng đã trào lên. Có người là mừng rỡ như điên, kích động cả người phát run. Ngụy công. Lưu Hồng thủ lĩnh Ngụy đảng bây giờ hai mắt đỏ bừng, run rẩy tiến lên, cẩn thận đánh giá, nức nở nói, ngài không phải chết trận ở Tĩnh Sơn Thành rồi sao? Hắn hỏi ra nghi hoặc của quần thần trong điện, đối với người áo xanh xuất hiện trước mắt, chứ trong lòng công giữ thái độ hoài nghi. Ngụy Uyên chết ở Tĩnh Sơn Thành đã non nửa năm, người ngoài chỉ biết Ngụy Uyên vì nước hy sinh thân mình, mà bọn họ biết càng nhiều chi tiết hơn, lúc ấy chết, thân thể chưa thể mang về. Thân thể cũng không còn, thế này còn sống lại như thế nào? Ngụy Uyên ôn hòa cười nói, chết rồi sống lại mà thôi, không có gì phải kỳ quái, chết rồi sống lại mà thôi. Nữ đế bổ sung nói, sau khi Ngụy Công hy sinh thân mình, Hứa Thất An luôn nghĩ cách hồi sinh Ngụy Công, đúc lại thân thể cho hắn, luyện chế pháp khí triệu hồi hồn phách. Ngày xuân tế, trẫm tự mình triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên. Chư công lúc này mới hiểu được nguyên nhân ngày đó xuân tế, nữ đế không trình diện. Vốn tưởng nàng là tâm tình không tốt, vô tâm xuân tế, không ngờ âm thầm hồi sinh Ngụy Uyên là Hứa Thất An thay. Hắn đúc lại thân thể, triệu hồi hồn phách. Văn võ quần thần bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tán đi không ít. Không phải là bọn họ không tin được nữ đế, được rồi, chính là không tin. Cho dù nữ đế tài hoa hơn người, nhưng nàng chung quy là phàm nhân, nàng nói mình hồi sinh Ngụy Uyên, trong lòng chư công không tin. Nhưng nếu là Hứa Thất An, chư công liền nguyện ý tin. Bởi vì Hứa Thất An là nhị phẩm, nhân vật đứng đầu đương thời. Thì ra, Hứa Ngân La sớm đã có đối sách, hắn luôn âm thầm cố gắng hồi sinh Ngụy Uyên, mưu tính đã lâu. Sớm biết, chúng ta cũng không cần ngày ngày lo lắng. Chư công tâm tình phức tạp nghị luận, trong lòng yên tâm hẳn. Thì ra ở trong bất chi bất giác, Hứa Thất An đã làm nhiều chuyện như vậy, tiểu tử đó có khi làm người ta hận đến ngứa răng. Nhưng vẫn là câu nói kia, khi ở cùng một trận doanh với hắn, lại yên tâm khó hiểu. Thấy quần thần lại bắt đầu nghị luận, các nòng cốt Ngụy đảng vẻ mặt kích động, nói năng lộn xộn, nữ đế nhìn thoáng qua trưởng ấn thái giám. Bốp, thái giám trung niên vung cổ tay, roi quật ở trên mặt sàn bóng loáng. Các quan an tĩnh lại. Giọng nữ đế thanh lạnh uy nghiêm, ôn chuyện cũ, để đến tan chiều nói sau. Lui giữ kinh thành là ý tứ Ngụy Công, các ái khanh ý tứ như thế nào? Vấn đề tương tự, lần thứ hai hỏi ra miệng, chư công lại không nói chuyện nữa. Bọn họ nhìn nhau, sau đó liếc nữ đế một cái, lại liếc Ngụy Uyên một cái. Một hồi lâu, Lưu Hồng, Trương Hành Anh đám thành viên Ngụy đảng hô to, tất cả nghe theo bệ hạ quyết đoán. Tiếp theo là Tiền Thanh Thư đám thành viên Vương đảng, đều tỏ vẻ nghe theo nữ đế quyết đoán, lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận thắng bại. Bọn họ không phải thuận theo đại thế khuất phục, mà là thật tâm cảm thấy có hy vọng, cho dù Vương đảng trước kia là đối thủ với Ngụy Uyên, khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Uyên xuất hiện, tựa như trong bầu trời tối tăm có một ánh dạng đông bổ vào. Từ trận chiến biên cảnh phía Bắc mới ra đời, đến chiến dịch Sơn Hải Quan rung động cổ kim, lại đến lúc thu hoạch vụ thu. 10 vạn đại quân đẩy ngang Tĩnh Sơn Thành tổng đàn Vu Thần Giáo, thần quân sự Đại Phụng chưa từng thua. Hoài Khánh mím môi, tâm tình có chút phức tạp nói, làm phiền các ái khanh hợp tác Ngụy Công, cùng thủ kinh thành. Bãi chiều, đá, xe ngựa xa hoa lao nhanh ở con đường rộng rãi của Hoàng Thành, bánh xe lăn lộc cộc. Sa Phu đánh xe vẫn không ngừng quật roi ngựa, không phải là hắn vội, mà là thủ phụ đại nhân trong xe không ngừng thúc giục. Trong lòng Sa Phu dâng lên dự cảm điềm xấu, hoài nghi lão thủ phụ Vương Trinh Văn thời gian không còn nhiều, tiền thủ phụ vội vã đi gặp một lần cuối cùng. Rất nhanh, xe ngựa đỗ ở ngoài Vương Phủ,
Tiền Thanh Thư chưa cho tùy tùng cơ hội đỡ, vững vàng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi vào vương phủ. Một đường xuyên qua ngoại viện, hành lang gấp khúc, tới ngoài phòng ngủ Vương Trinh Văn, quản gia vương phủ một đường đi theo, nói: "Tiền thủ phụ, Tiền thủ phụ." "Để tiểu nhân đi bẩm báo lão gia." Tiền Thanh Thư không để ý tới, đi thẳng tới ngoài phòng ngủ, lúc này mới nhìn về phía quản gia, ra hiệu hắn đi gõ cửa. Quản gia mặt mày đau khổ nghe theo, nhỏ giọng nói: "Lão gia, Tiền thủ phụ đến đây." Hắn không dám kêu quá lớn tiếng, sợ quấy nhiễu Vương Trinh Văn nghỉ ngơi. Không bao lâu, một tiểu tỳ nữ mở ra cửa phòng ngủ, thấp giọng nói: "Lão gia mời các ngươi đi vào." Tiền Thanh Thư bước qua bậc cửa, tiến vào phòng ngủ, thấy Vương Trinh Văn sắc mặt xám xịt ngồi tựa vào giường, đang nghiêng đầu trông lại. "Xem sắc mặt ngươi, tựa như gặp việc lớn." Vương Trinh Văn phun ra một hơi dài, trầm giọng nói: "Có phải Ung Châu thất thủ hay không?" Sau khi Tầm Châu thất thủ, Vương Trinh Văn liền thường xuyên mất ngủ, bừng tỉnh, tinh thần càng thêm mỏi mệt, lấy kinh nghiệm cùng tầm mắt của ông. Biết Ung Châu thất thủ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Sau khi Ung Châu thất thủ, Vân Châu quân đã đưa quân tới kinh thành. Tiền Thanh Thư trầm mặc tìm từ một lát, nói: "Ung Châu quả thật không còn, nhưng đây là bệ hạ hạ lệnh, nói muốn lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận tử chiến." Vương Trinh Văn khuôn mặt u sầu: "Đây là một nước cờ hiểm, ta hiểu ý tứ bệ hạ, đánh ở kinh thành khẳng định tốt hơn so với đánh ở Ung Châu. Mặc kệ là quân đội, tường thành, khí giới cùng vật tư, kinh thành dự trữ đều phi thường phong phú, có thể đánh một trận lâu dài. Chỉ là nàng đã xem nhẹ nhân tính, đại quân tới kinh thành, chắc chắn tạo thành dân chúng cùng quan viên khủng hoảng, lòng người một khi tan, liền không có cách nào đánh." Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1810, Trận Chiến Độ Kiếp 2. Vương Huynh nhìn thấu triệt. Tiền Thanh Thư than thở: "Hôm nay khi nghe nói bệ hạ chủ động từ bỏ Ung Châu, lui giữ kinh thành, ta cũng có loại khủng hoảng như tới tận thế. Nhưng, Ngụy Uyên đã trở lại." Nói xong câu này, hắn thấy vẻ mặt Vương thủ phụ chợt đơ ra, như là bức họa cuộn tròn đọng lại. Một hồi lâu, vị lão nhân này vặn cổ, khuôn mặt khô bại quay tới, nhìn chằm chằm Tiền Thanh Thư, nói từng chữ một: "Ngươi nói cái gì?" Tiền Thanh Thư nghiêm mặt nói: "Ngụy Uyên sống lại rồi, Hứa Thất An đúc lại thân thể cho hắn. Lúc ngày xuân tế, bệ hạ tự tay triệu hồi hồn phách của hắn, hôm nay ở trên triều đình, ta lặp đi lặp lại quan sát hắn. Quả thật là Ngụy Uyên, dung mạo có thể biến đổi, nhưng phần khí độ, ánh mắt và nhả từ đó lại là không bắt chước được. Hơn nữa trong huân quý không thiếu cao thủ, nếu là dịch dung, đã sớm nhìn ra." Bệ hạ nói, lui giữ kinh thành là quyết định của Ngụy Uyên. Vương Trinh Văn nghe xong, sững sờ hồi lâu, nói: "Văn võ bá quan là phản ứng thế nào?" Tiền Thanh Thư trả lời: "Hôm nay đang tích cực tham dự bố trí phòng ngự, ai ở việc ấy. Khi tan triều, ta từng nhìn kỹ, tuy nói sắc mặt vẫn không quá dễ coi, trái lại cũng không có ai bi quan. Ai, chuyện cầm quân đánh trận này, chỉ cần có Ngụy Uyên, chính là làm người ta cảm thấy yên lòng. Hắn trở về đúng thời điểm, lòng người kinh thành có thể ổn định rồi." Nói một lát, hắn đột nhiên phát hiện Vương Trinh Văn nghiêng đầu, từ từ nhắm mắt, thật lâu không động đậy. Trong lòng Tiền Thanh Thư đột nhiên rùng mình, mồm mép run run hô một tiếng: "Vương Huynh." Hắn vươn cái tay run rẩy, ánh mắt cực kỳ bi ai, thật cẩn thận thử hơi thở. Ngay sau đó, Tiền Thanh Thư như chút được gánh nặng, vẻ mặt buông lỏng: "Chỉ là đang ngủ." Tỳ nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Lão gia gần đây ngủ không ngon giấc, cho dù ngủ, cũng thỉnh thoảng bừng tỉnh, một mình mở mắt ngây người." Tiền Thanh Thư chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chiếu cố cho tốt, đừng quấy nhiễu đến hắn." Trước khi rời khỏi, hắn dừng chân ở cửa phòng, nhìn lại dáng ngủ an tường của Vương Trinh Văn. "Ngươi cuối cùng có thể ngủ giấc an ổn rồi." Bên cạnh phía bắc, một bóng người áo trắng ở trong thanh quang bốc lên, không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên khoảng cách là 3 dặm. Bóng người áo trắng này dung mạo giống Hứa Bình Phong như đúc, là phân thân hắn luyện chế, bản chất của nó là một con rối do tinh thiết tạo thành, khắc 28 trận pháp, chiến lực đại khái tương đương cao thủ mới vào tứ phẩm. Hứa Bình Phong phân ra một luồng thần niệm, ký túc ở trên con rối, mang nó coi là phân thân. Loại phân thân này, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời thao túng 2 cái, một cái ở lại thành Tiềm Long, một cái mang theo bên người.
Nếu nhiều hơn, liền dễ dàng phân tán tâm thần, bình thường thật ra không sao cả, nhưng hắn còn phải ứng phó Khấu Dương Châu vị nhị phẩm võ phu này, cho nên không có khả năng phân ra quá nhiều thần niệm. Chiến sự biên cảnh phía Bắc liên lụy toàn bộ chiến cuộc, Bạch Đế và Già La Thụ chậm chạp chưa đánh thắng, điều này làm Hứa Bình Phong ngửi được một tia không ổn. Hắn phải tận mắt thấy là chuyện gì xảy ra. Xuyên qua khu không người rộng lớn, dõi mắt trông về phía xa, cuối đồng bằng hoang vắng xuất hiện tầng mây đen sì, cùng với bão cát bụi che cả bầu trời. Hứa Bình Phong từ trong tầng mây nơi xa đã nhận ra khí tức thiên kiếp. Lôi kiếp của Lạc Ngọc Hành quả nhiên chưa chấm dứt, xem hơi thở này, hẳn là thổ lôi kiếp. Hứa Bình Phong giảm tốc độ truyền tống, cẩn thận tới gần. Dù sao con rối này chỉ mới vào tứ phẩm, một luồng khí tức thiên kiếp, một chút dư âm siêu phàm chiến, có thể khiến nó hóa thành cho bụi. Khi tới gần kiếp vân cách 3 dặm, một sóng xung kích đáng sợ nhấc lên như thủy triều. Hứa Bình Phong lập tức khởi động trận pháp phòng ngự, ở trước người ngưng tụ thành vách chắn hình lục giác. Phành. Trận pháp phòng ngự chỉ duy trì 3 giây, đã bị sóng xung kích cuồng bạo xé rách, thân thể con rối đánh bay tại chỗ, ngực lõm xuống thật sâu. Đổi thành thuật sĩ tứ phẩm, bị thương như vậy đủ để đánh mất sức chiến đấu. Nhưng con rối sẽ không chết, không biết đau đớn. Hứa Bình Phong dán sát mặt đất, truyền tống 2 lần, rốt cuộc tới bên cạnh kiếp vân. Đồng thời, hắn cũng thấy hai nơi chiến trường, thấy Bạch Đế Hứa Thất An, thấy Già La Thụ, Atola cùng Kim Liên Triệu Thủ. Người khác trực tiếp bỏ qua, bộ dáng Hứa Thất An, làm Hứa Bình Phong mờ mịt một trận. Hứa Bình Phong khi nhìn thấy con trưởng, ngẩn ra một phen, nếu chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, hắn không cho rằng mình sẽ sinh ra quái vật như vậy, đây tuyệt đối không phải huyết mạch của hắn. Sinh vật hình người đối chiến với Bạch Đế, đỉnh đầu mọc một đóa hoa kiều diễm, thân thể bao trùm vỏ cây đen xì rạn nứt, tứ chi quấn dây leo, trên dây leo, mọc đầy phiến lá xanh nhạt. Đây nào phải người, rõ ràng là một tên thụ yêu. Nếu không phải phù đồ bảo tháp lơ lửng ở trên không, trong tay nắm chấn quốc kiếm, cùng với lực lượng chúng sinh hùng hậu, Hứa Bình Phong tuyệt không tin quái vật trước mắt là Hứa Thất An. Còn có một điểm, khí tức hắn hiển lộ ra, đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Đây là tình huống dứt bỏ lực lượng chúng sinh thêm vào, chỉ là khí tức cá nhân, đã đạt tới nhị phẩm cảnh đỉnh phong, không kém Atola bao nhiêu. Đương nhiên, chênh lệch giữa nhị phẩm đỉnh phong cùng nhất phẩm vẫn cực lớn, nhưng có chấn quốc kiếm, phù đồ bảo tháp, lực lượng chúng sinh cùng với cổ thuật các thủ đoạn phụ trợ, Hứa Thất An rất miễn cưỡng ở dưới tay Bạch Đế sống tạm bợ. Hứa Bình Phong rốt cuộc hiểu vì sao trận chiến độ kiếp chậm chạp chưa kết thúc. Đứa con trai trưởng này của hắn, lấy sức một người sánh vai Atola, Kim Liên và Triệu Thủ, bổ khuyết chỗ thiếu hụt chiến lực không đủ. Dùng tính dẻo dai cùng sự chịu đựng của võ phu, cho dù Già La Thụ cùng Bạch Đế lực áp đối thủ, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là vấn đề đặc tính hệ thống. Sốt sắng chạy từ Sở Châu đến đây, xem ra chiến sự Ung Châu cũng không lý tưởng. Thụ yêu Hứa Thất An chú ý tới con rối xuất hiện, sau khi một kiếm chém chết thủy lôi cầu, cười tủm tỉm nhìn tới. Bạch Đế ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Bình Phong. Đám người Già La Thụ và Atola tự nhiên không có khả năng không phát hiện được có thêm một khán giả. Tựa như Hứa Bình Phong bức thiết muốn biết tình huống chiến sự biên cảnh phía Bắc, bọn họ cũng quan tâm thế cục chiến trường Trung Nguyên. Nhưng đừng bên này đánh sống đánh chết, bên kia đã thành phá người chết. Các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.